Dạ thấy mình vô khảo sát nhân vật hát mãi ước mơ ở Lái Hiếu. Dạ. Tôi xem chương trình ông dữ lắm rồi, ông Man phải không? Dạ, ông Man. Ủa? Là chú đi thu mua là chuối hả? Chủ vườn, tôi chủ vườn. À, chủ vườn hả? Chương trình anh nghe hay quá trời ha. Dạ. Ông chương trình là nhìn là thấy mê lắm chứ. Chuyện có duyên. Chủ vườn hả? Chủ vườn là chú đây anh này lái hả? Ông này lái. À, ok trời ơi. Ở quay cái cảnh không? Đó, không? Nhiều dạ. Mối lắm, mỗi lần thấy anh đi dạ. Cũng tùm lum hết trơn. Có dư cái quài nào không? Mua quài về Sài Gòn chơi không? Trời, anh mới chở về Sài Gòn, nó tặng cho anh buồn. Hả? Tặng chứ không bán đâu. Tặng luôn hả? Không bán tặng luôn chứ không bán. Ôi, ui. Có nhiêu đâu. Đó, cái trình đó. Coi buồn nào tặng anh buồn đó. Lỡ vô anh buồn đó Nhật. Tặng anh buồn, kỷ niệm. Chương trình anh là tôi mê lắm. Trời ơi, nó dính toàn ten kìa, con trái nó rớt toàn ten ra, con là sơ luôn đi. Ủa là... em mỗi ngày vậy là em cứ vậy rồi em chạy đi em gom mấy cái vườn này em mua hả? Dạ. Có trái cây gì nào mua trái cây đó? Con em chiên đi chuối không anh? À chiên đi chuối thôi. Dạ. Rồi cứ chạy dọc sông vậy ha, cái tấp lại bà con đưa xuống chuối xuống. Dạ. Ồ. Anh cái chương trình mà mấy ông lão luyện tài đừng ca tài tử. Tài tử này kia sâu diễn cuộc đời kia đó anh tôi thấy nhiều cái hay quá. Anh hát được không? Hát thì nhấp nhem thôi, hát hứng này kia đồ chứ. Anh biết cái nhà của ông anh Tỉnh mà mấy đứa con nhỏ nhỏ không? Tỉnh hả? Tỉnh là trong đây nè. Tỉnh không lẽ là Tỉnh mà bị cái bú cái vợ mà bà vợ bị câm á. Ở dưới đây này dưới này. Tỉnh mà tới gần đây chứ tôi ấy. Qua cầu nữa. À qua cầu hả? À. Rồi ở đây giọng ca này mà tham gia là chảy luôn nè. Kéo mấy câu cổ là coi như là nghe chiếc Cà Mau nè. Lửa buồn nào tặng anh buồn đi, lửa buồn tặng cho ông buồn đi. Đó là con đi mấy cái khung cảnh mà mấy cái ở miền Tây là bảo đảm nhìn lại. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi ok em công giờ tốt nha. Rồi, đang nhiêu tuổi mấy vợ mấy con? Em mới có vợ đây hả? À. Em nay mới có 33 tuổi à. 33 tuổi hả? Ồ. Lấy vợ nhiều mà nhưng kẹt có con vợ nhà nó không cho. Rồi chào tạm biệt em nha. Rồi nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi thôi giờ ra ôm chuối. Trời ơi chuối ngon quá trời. Rồi chú sứ nè. Mấy cái đó hay rồi. Ôi đây. Hay quá. Cái đó mình lấy cái trái này nó tét tét nè nó ngon nè. Bị dồi á mấy cái trứng nó chín quá trời. Đây bị dồi. Dồi hả? Dạ chín quá là bị dồi. Ồ. Ôi đây nè bà con ơi, thấy chưa? Lấy cái dao mình nè. Trời ơi nè. Con trái này nó mới chín luôn nè. Trời ơi bẻ. Ủa trên cày luôn, chuối sứ luôn. Cái này có hột không ta? Không, không có hột anh. Trời ơi nhìn cái trái chuối. Bà dễ sợ lão luôn. Tươi đẹp lão quá. Ôi, ngọt liệm luôn. Ở đây chứ vài bữa qua nước ngoài nữa rồi. Ủa vậy hả? Du lịch nước ngoài tham quan có nhỏ gái bệnh. 11 tây là à, anh du lịch nước ngoài. À, em đi qua bệnh á, du lịch chứ mình qua mình cũng làm nông. Dạ. Mình đi làm mới đầu làm công ty rồi làm nông làm cũng tùm lum chứ mà. Cô làm sao? Em chưa hiểu. Làm nông có bệnh như làm vườn mình đây nè. Tới mùa người ta làm hành làm tỏi làm gì kia là anh qua bển anh làm luôn. Qua làm luôn. Trời ơi. Cái gì mà làm nông nghiệp làm nông xuyên quốc gia luôn vậy? Bây giờ ở đây thì tiền cuộc sống nó hơi vất vả qua bển thì tiền nhiều hơn. Qua đâu anh? Anh tính qua đâu? Hàn Quốc. Nước Hàn. Hàn Quốc. À, con gái anh làm việc bển. Ừ, nó có chồng bển rồi cũng có con rồi nó bảo lãnh nó rước mình qua bển du lịch chơi thăm cháu này kia nữa. Anh bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 64. Tân Sửu, con trâu. Ồ, Tân Sửu con trâu. Wow. Mà vẫn còn đi chinh chiến luôn. Lao động nặng cực khổ hồi nào tới giờ lao động cực đi khổ rồi. 5 năm rồi mới về mới đi nữa. Rồi cứ chị cứ ở nhà thôi anh đi. Đợt này bà xã đi nữa, bà xã đòi đi nữa. À. Cho đi luôn có vợ có chồng luôn. Nhưng mà anh qua bến anh làm sao ta hay vậy ta? Anh đây, thì mình làm bên công ty rồi. Sao nó không cho mình làm công ty nữa, nó bắt nó phạt mình hết chịu. Rồi mình mới đi làm nông. Đó tôi qua tôi làm nhưng công ty mà, nhưng mà ý ty. Là làm sao mà anh đi qua bển tuổi anh như vậy mà bên Hàn Quốc nó cho mình làm bị con gái nó bảo lãnh nó rước mình đi qua thăm người thân thăm cháu này kia à rồi ví dụ là
À. Qua bển đã không chị không nổi, phải đi làm mới được. Dạ chứ không bệnh. Dạ. Dạ. Vui anh ơi, qua bển vui lắm. Dạ. Việt Nam mình qua bển cũng nhóc chứ. Nước Hàn chứ 5-7 nước qua nó làm thuê cho bển nhóc hồi trơn ấy. Nhưng mà qua bển thường anh làm cái gì? Anh làm nông nghiệp, anh làm cái gì? Nông là mùa này đó làm hành, làm tỏi. Tỏi, hành, rồi khoai tây, rồi cà, ớt, rồi dưa leo, đủ hết trơn, nói chung đủ hết. Đó. Ừ. Cũng sâm. Sâm là cái vùng sâm cũng có luôn. À, sâm làm cũng tiền dữ lắm à. Dạ. Một giờ làm nhiêu anh đâu biết tiền. Tính ra một ngày đó mình làm cũng được 120, rồi môi giới nó chở đó, mình nó lấy 10 mình cũng còn 101. 101 ngàn đồng á. 101 bển á. 101 bển là tính ra nhiêu tiền mình ha? Cũng tương đương 2 triệu tiền Việt Nam mình. Ồ, một ngày cũng được 2 triệu tiền. Cũng 2 triệu. Đủ là cỡ 2 triệu được. Chắc kiểu này chắc em theo anh mua. Anh cái biệt thự anh thì quá trời biệt thự anh nhà cửa anh thôi. Rồi bả thấy bả cũng thương anh lắm á, bà xã anh á, cũng thương cũng lo thì kia dữ lắm. Dạ. Chương trình anh là tôi mê nhất, tôi khoái nhất. Tôi trời ơi có dịp nào gặp anh như vậy nói chuyện đã đâu, có gì bằng thì đợt này mới gặp ở xa tôi nhìn trời. Giống ông anh gì anh Man Man. Anh Man. Dạ anh Colorman. Colorman đúng dạ, rồi. Dạ. Colorman. Dạ thưa anh tên gì ha? Tôi Ba Quanh anh. Anh Ba Quanh. Dạ. Quanh Quanh O. Dạ. Tôi nói chuyện mấy bà tôi có cu, mà quanh tôi có cu, mấy bà bắt cười quá trời. Bà cu là cu dạ, quanh cười quanh này quanh dạ, liệt dạ, quanh co quanh liệt dạ, này là quanh quanh liệt đường vô còn... xứ Nghệ quanh quanh non chanh nước huyết non chanh quả đồ gì đó dạ. Chứ, cái đó là quanh có cu ừ. Còn cái này là quanh quanh o quanh o là quanh liệt nè dân Nghệ vui với ảnh thôi chứ có gì đâu dạ anh thua gì trời quanh 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 nhưng mà người Nam á, người dân Nam Bộ mình thì mình gọi quanh quanh là như nhau hết. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh cũng vậy luôn, quanh quẩn luôn cũng vậy luôn, hoặc là quanh quanh liệt liệt hoàng, dạ quanh quanh liệt liệt quanh liệt rồi hoàng quanh ví dụ đó, là quanh này là quanh anh là quanh o hả? O nó quanh. Ồ vậy là anh ủa sao anh tên tên quanh con gái vậy hả? Bà Nguyễn Quanh bà về tâm lý mà ấy này kia bà tôi cũng trùng. Tôi quanh Nguyễn bảo Nguyễn Quanh. Cái chương trình bà quanh gì đó mà giới thiệu gì tuyệt đỉnh anh lên tuyệt đỉnh mà nó tôi cũng mê cái chương trình đó mới đầu mê chứ bây giờ bà trắng trợn quá rồi ghét mình cũng hơi lánh lánh chút thôi chứ trai mà cái gì? Dạ vui nha bà con về mỗi địa phương thì ơi, nó có vậy nha chứ không có cái gì mà gọi là vô văn hóa nha bà con có dịp thì mà anh về đây tôi mừng mà nói chuyện với anh thực tế gì quá thì mừng tôi hay chương trình anh tôi xem hoài dạ. Chương trình anh dạ, là thôi em mến chúc anh nhiều sức khỏe nha rồi, bữa nay em về đây em làm nếu em có duyên về đây làm hát bài em mời em ghé thăm anh. Rồi cảm ơn anh. Rồi ghé uống nhanh vài ly rượu ha. Dạ được. Trời ha. Ơi, dạ. Rượu tôi có sẵn kìa. Rượu dạ. Sâm có rồi, rượu dạ. Năm rượu ong này kia nữa. Rượu chuối nữa, chơi chuối nhiều quá. Trời chuối ngon quá. Chuối trồng trong vườn luôn. Vườn không có thuốc men gì luôn. Nguyên si không có thuốc, không có xịt gì chứ. Thì chứ lâu về đây mà mua trái cây ở miền Tây họ nói chung Hậu Giang nói riêng là hết sảy nha, đây toàn chuối nhiều lắm luôn, chuối, xứ mía. Chuối nhiều anh ơi, dạ. Mía bây giờ giảm rồi, trước đây tôi trồng ba cái cam, sầu riêng lâu quá rồi nó lão nó hư, bây giờ trồng lại mới. Ủa nhưng mà nãy anh bán vậy là một anh bán theo ký hay là sao? Nó mua chục đó, chục. Cứ một chục nải hả, tính nải hay tính quầy? Chục nải. Chục nải vậy nè. À, chục nải là khoảng nhiêu anh? Có 60 ngàn. 60 ngàn. Chục nải 60 ngàn, nải 6 ngàn. Ôi. Cũng rẻ chứ quá rẻ luôn thật sự là quá rẻ luôn bà con bác thấy mà nông dân mình làm cái gì cực khổ lắm đó bác không có tiền bạc gì chứ dạ mà phải vậy đó chứ sao được thì lúc nào tính theo lúc nấy nhiều khi lên để cũng trả mình lên thì sụp thì mình cũng dạ, theo sụp dạ, luôn dạ. Tại vì nó phải qua mấy lớp nữa mới ra tới chợ mà đúng rồi dạ. Thương lượng hai bên vui vẻ là được rồi dạ. Dạ, thôi em xin chào anh nha. Dạ, cảm chúc ơn anh dạ. Sức khỏe trong đoàn, nhiều sức khỏe. Dạ. Đi làm nhiều chương trình hấp dẫn hay gì đó, dân dạ. Người ta mê, người ta khoái lắm. Dạ, em chào anh. Dạ. Anh về lớn, tôi quá quý đây là đây là đúng kiểu là bản sắc đúng Việt Nam á. Anh vô uống ly trà. Dạ, mấy anh Việt Nam. Dạ, em giờ em phải chạy về. Dạ. Chạy Sài Gòn vậy, chiều nay lát về họp cho kịp. Đó. Chuối mà nhà giờ chị mà chị vẫn còn ăn nhà là biết chuối ngon thấy không? Thường nhà mình có chuối là mình ăn ngán lắm. Dạ, em về nha chị. Dạ, chị ba. Dạ. Dạ. Mình vẽ hết. Dạ. Em cảm ơn anh, vui quá. Đi anh mới nhào vô mấy người tháng 8 tới giờ. Ăn rồi cũng ngon rồi chương trình anh này nè.